Hello mọi người đã đến với kênh Bim Vlog Lego. Hôm nay mình xin giới thiệu bộ Lego Minecraft. Đây, mình sẽ giới thiệu cho mọi người đầu tiên nha. Đây là thằng Step nè. Đây là có như là cái thằng người này á. Nó là gì? Đó, trong Minecraft á mọi người. Trong Minecraft á, mọi người biết là thì mọi người bình luận cái này mình cũng biết nè, cái mọi người không biết cái nó thở rồi đó. Rồi mình gỡ nguyên cái đầu ra chứ đâu phải gỡ một mình cái nó. Mình gỡ rồi, trời ơi, gỡ đầu ra, gỡ đầu vô đây nè. Đây à, tiếp mình sẽ để thằng này qua bên nha. Bíp 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 bíp, hello mọi người, mình đây là Steve đổi nóng bạch. Đây là thanh gương của nó nè. Thanh gương này là từng là thanh kiếm kim cương, nó dùng sắt gì nó tập mình rèn á thì nó thành thanh gương purple chém nè. Được rồi, rồi cái miếng cỏ này. Miếng cỏ, mọi người có bao giờ biết miếng cỏ mọc trên đá không? Thực ra miếng cỏ nó đâu mọc trên, thực ra miếng cỏ nó có thể mọc trên đá mọi người. Trời, cứng quá. Đây này là thanh gương nha mọi người. Đây là thanh gương. Đây, chém cỏ nè. Sẽ để thanh gương này lên cái gương trên nha. Sẽ để nó ở đâu, ở chết. Sẽ để nó quăng bên nha. Rồi cho thằng tiếp cầm. Ây da, ây da. Sẽ lấy à, mình sẽ cho mọi người xem à. Cái gương của nó đây là cái cúp nè, cúp này cúp vàng á, ai biết thì bình luận nha. Bụp. Rồi lấy được chứ. Mình để đây mọi người thấy không? Ây da, mất rồi, gót dưới á mọi người. Sẽ để qua bên nha, mình sẽ lấy luôn. Rồi xuất nguyên cái đầu để mình gắn lại nè. Cây trong đây có cái khiên luôn nè mọi người, mình để qua bên khiên bự không nè. Đây là cái cúp rồi, cúp bằng bạc nha mọi người nè. Mình sẽ để qua bên. Ô, có ổ bánh mì của thằng Steve ăn ngon dữ. Nhâm 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 nhâm. Ở trong đây thì nó có viên ngọc lục, khoan rồi, một viên ngọc lục bảo, một viên kim cương và một cái máy lui. Rồi còn toàn bộ cái này là chỉ có cái gương đóng nè. Ở rồi lại vô đây nha mọi người. Nó công thật sự. Ê gót đồ mọi người, gót đồ nha mọi người. Mình bỏ vô mình. Rồi mình bỏ gì là lại đúng không mọi người? Bỏ thêm khiên vô chơi. Kìa, ê ơi, gớt cái ổ bánh mì hoài vậy. Mình gớt cái ổ bánh mì, mình để khiên này qua bên nha mọi người. Sẽ gắn lại nè. Đây là cái lò nướng nè mọi người. Đây là cái lò nướng nè. Mình sẽ giới thiệu với mọi người là đây là nó có thêm một cái căn ở đây. Ở đây chỗ trống mình chưa có làm gì hết nha mọi người. Đó, Lego lại. Rồi mình bứt chỗ nào vậy? Mình bứt chỗ nào mọi người biết không? Bứt đây. Rồi không lẽ mình tháo cái này ra. Mình sẽ để qua bên nha.
Đây là cái chỗ nó đi vô, mình sẽ cho mình xem. Oh my god. Rồi sức 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 nha mọi người. Mình sức. Sẽ quay làm sao? Cái máy. Đây là mọi người biết rồi đúng không? Chúng sẽ cho mọi người. Mọi người thấy không? Đó bên trong của nó có vàng nè. Cương ở đâu. Nè mày sẽ cho mọi người xem nè. Cho mọi người xem nha. Cái TNT nè. Khoan là mình thấy. Rồi nút bấm. Ê chết lộn. Cắt ơi. Không phải đâu cái này à. Mình làm sức ra á. Rồi cái này hả, cái này mọi người tò mò nè, không cái này để chân thôi mọi người ơi. Bây giờ